cái người cũ rồi chung với người mới mới là đi vô quay à? Nãy là anh cái. Nãy. Bạn làm cái. Thấy không? Cho tao thấy không? Lâu. Không là bán à. Bây giờ không có giờ mà 28 ngàn ấy. Cái là hai người. Coi mình đá này nó. Ai vậy? Quýnh cỡ trước mẹ sinh mẹ. Nhưng mà nhiên có chuyện nghiêm cừu á, tự nhiên là phải được cho anh dội thiệt tao thiệt không dòng ba đứa đi học khó là một chút thành có cho Lý sống. Năm ba một hơn mà. Viên chưa? Viên để đầu chạy nó rồi. Không có nhục. Vô viên. Rớt ở đâu dưới luôn không? Số 8 chân mình là ai ta? Số 8 chân mình là Vấn đúng không? Số 9 mới là thằng Trung. Anh Thiện có mấy ta? Xe đâu anh, xe đâu? Xe đâu có xăng đâu. À anh đâu có giáo. Để ý cái thằng kém của nó, nó qua bên nào nhất mình lấy theo. Đi về đi. Để ý cái đạo. Tính là lấy món nào xem qua. Không, nó ngọt chút nào, nó ngọt chút nào. Bên đây. Đây. Nó có kiểu là nó con giờ nó cao quá đục lên luôn hả? Cái nắp cho nó có cái nắp. Bên các bạn đừng cái này. Sao nãy giờ đâu đâu? Dạ. Mở xe vô con Nhật. Giờ bảo mình anh được được 3-4 đứa. Một đi. Hòn gầm tiếng bớt chứ hòn. Gầm tiếng bớt thì chứ phải lên mà. Đè số 1 vô hơn hơn đúng rồi. Gì?
bệnh gì lắm không? Lên trông. Dí. Vô tới đây rồi mình cứ đá đi. Đúng rồi. Đề. Xe mình không có ai hết. Ngồi xe vô mà xe. Lùi đi, nó biên. Bỏ vô lót. Đứng lại lót bột. Nếu lót sát vô mà sao vậy? Tốt rồi, chạy thôi Trung ư. Coi này. Bây giờ không có gì. Gì đâu mà làm không? Giữ lại tụi mình lắm rồi. Chừng tao chút với chừng mình. Gặp lại chỗ một chỗ là hồi xưa xe hết luôn hả? Cái ném biên này là quy lực cái thằng đây nó phải lên chỗ này, thằng kia bé mấy xuống kia bị có bóng đá. Cứ nói hoài bao nhiêu đấy. Tốt rồi. Nó bèo quà. Nó bèo quá không? Bọt, đây xuống hồi ra. Bỏ kèm. Thành Quốc Anh mà cao mà vô trên mà kéo đồ hình nó đi chứ. Không. Vô trên kéo đồ hình nó luôn. Vô sau vô trên. Sát vô nó làm gì đâu. Đúng rồi, không, bột chạm thôi. Không. Nên biên không bị quỵ được nó là mình cao là mình chạy vào đó, nó hoài. Lại đây thôi. Anh bị cái bài gì mà nữa? So với cái bài này nó đồng ở dưới nhưng mà nó thêm cái bài kèm như một á, đứng đồng nhưng mà nó cấm người ta thì người ta có bán, người ta không chế, người ta đá khó chịu liền. Quay mặt lại. Go, đi hơ. Mày khá
có hai thằng Tùng vô làm gì đó. Chẳng xe cho con nhỉ. Thôi chậm lại. Một đường. Tiến giữ lại bóp này Tiến ơi, nhắc mấy đứa nó xong giáo với nó dặn báo đây. Chả nước còn dặn rồi con. Hơn, đè thôi không cần phải nhảy, hơn, đè thôi không cần phải nhảy, đè thôi, phải bàn đây mình luôn. Rồi, hơn, luôn. Đứng chậm, tốt rồi, ok. Đè thôi. Rồi ok đó. Go. Đúng vậy con ngồi xe đây. Xe đây. Bạn xem. Sang ai đồ? Chạy di chuyển cái thằng thằng gì mà nó chạy một mình, nó chạy không chỗ bám mà cũng không người đúng không? Lạ không? Không biết cái gì mà. Hơn, sáng hơn, động luôn đúng không?
đè nó lại. Bồn ra bồn. Lấy, lấy, lấy. Lấy, lấy. Dành lấy vô, thiệt. Khoảng sao mà. Chạy canh đây, chạy canh đây. Con. Hiệp. 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 Sau sau xuống một chút, nó cao quá. Đè trong, anh trong, anh nó trong. Đi rồi. Tiếp. Chút nhất còn kém, kém kém vô bố cho nãy đứng xa quá, không có gì hiếm được nha. Đi thử đậu bên đá chứ. Một anh kém sau vô một xíu, Cường bóp vô. Cường bóp vô cho em bóp đây. Rồi, đá lên. Sao một con bấm thì chúng đứng gấp bên kia chứ. Sao nó mua đây được. Lấy đại xa ra đá hết trong coi. Đi vô, đi vô, đi vô. Mấy anh đá trúng. Đâu xuống Hoàng, Hoàng, Hoàng xuống chút đi Hoàng ơi. Tiến xuống đi. Hoàng. Hoàng. Đó đó mà sao nó không lên sao bị vậy mà. Dừng lên con. Rồi hết chân đi. Đừng có, đừng có. Đó. Rung mé quá là làm rung mé nè con. Đứng dậy đây mấy anh tái, anh tái kia nè. Ba không có làm ba, ba chân được. Hơi hơi. Rút lên cho ba à. Không nghe. Đứng một mình chứ không biết. Rút lên cho ba. Lúc nào phải một một vô. Lại tôn, lại tôn. Đâu mấy anh trai mình. Rồi đè thôi. Xì vô. Để lên đi rồi. Để tiếng mà từ trong đây mình nó về nó nhận bóp thôi, tiếng còn gì nữa mà có đường thế người ta. Còn anh Giang chạy lên. Đó đó. Lên thôi, lên lấy thôi. Tốt rồi, tốt rồi, tốt rồi. Thật. Thật. Thở sâu vô, thở sâu vô. Sát vô không, sát vô số mô đừng cho chạy. Sao không bắt chéo ra mà cứ theo cái trục dọc đó, không lạ cái gì nãy giờ. Rồi một một đây, vô nhanh hơn, vô nhanh hơn. Chơi,
Mặt liền dữ trời. Quá anh ơi. Hướng nào là em theo hướng đó, em chút nữa em ném bên đó, em quẹt cái đầu kia này. Nó là thế không? Mà bà ơi, đến trời chi vậy? Chuyện tấn. Ê, tao ngồi kia đó. Tình là đâu? Thật. Bao trọng tài nó chơi hụi kia chưa? Thật. Nó giật trỏ bao trọng tài kia chưa? Bình thường nó sao không giật trỏ cho được? Alo nghe đây. Alo nghe đây. Sát cục cơ. Nó đang ở Bồng Sơn. Bây giờ đang không có mạng nha bạn ơi. Kéo vậy, kéo lại cho bạn. Xe vô mới ăn đấy. Nói chung một cái bài nó bị một xe lá kỳ không? Xong 6 triệu đập người xíu nha Cường ơi. Theo luôn đây. Tao luôn. Mỹ. Nghe đây. Nghe đây. Nghe vậy không nghe vậy. Ném vô cho kia. Ném vô cho nó đây. Không bần. Thật ra cái này không bần. Mày nó gọi á. Một tiếng nữa. Một tiếng hả? Lâu rồi. Lâu. Yeah. Bạn có nhiều quà chờ. Quá nào quá anh ơi. Để chút nữa thử xin chở về Tam Quan không? Kem sâu vô đó đi. Để xin chở về Tam Quan không? Kéo xuống hút gừng nó bao đi chứ. Nó hay quá, còn xương hại nó hay quá. Tuôn trẻ, dòng ngư trẻ. Bỏ túi vô mà.
Người già thì đó là đó là người đã nhanh rồi. Những mấy ngày tiền của anh hồi cậu xanh chạy với nó. Mấy ngày tiền thì nãy mới được cuốn một tháng già. Rồi về đây tốt. Bỏ vô túi, bỏ vô túi. Tôi chỉ nó tốt. Góp. Tôi kéo xuống một đứa hút người đi. Dùng người chơi. Phải đâu mà sao chạy nó tao chứ không ăn đâu hay quá. Giỡn bột. Quay lại trông lại. Đúng rồi, chạy chung. Tốt. Lấy cái đầu lên. Tốt rồi Hưng, đó vậy gì đâu nhẹ nhàng thôi. Lấy thiện, dí lên. Rồi đánh biên đây, bỏ đi. Bỏ giống, con hít thở con. Nó cứ lợi thế nó biết cách nó điền rồi vô nó điền cái anh mình như bác cái phong nó điền không có biết cái đứng nào mà đứng kiểu kéo cái này lắm không biết gì. Ông mà chào ông rỡ thấy mấy sao giờ